Sau đây xin mời quý vị và các bạn thưởng thức vở kịch ngắn Niềm Tin do đội tuyển Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương thể hiện qua các vai diễn Bích Thủy trong vai sản phụ, Hà Lệ trong vai mẹ chồng, Văn Thông trong vai chồng sản phụ, Trúc Lâm trong vai nữ hộ sinh, Gia Hà trong vai bác sĩ. Vở kịch của chúng tôi xin phép được bắt đầu tại Bệnh viện Khoa Sản, tại khoa sản của Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương. Chào mọi alo. Ôi, con đau lắm mẹ ơi. Chịu khó thêm ngày nữa thôi con. Nhưng mà con đau hai ngày nên con không chịu được nữa thôi. Ôi. Ngày mai con thích mổ hay đẻ chứ được, còn bệnh đi thì không được. Thầy bói đã nói rồi, ngày mai mới được đẻ, mẹ mới tròn, con mới vuông, gia đình mới làm ăn phát đạt. Con nhìn mà xem, ngày xưa người ta đau mấy ngày, người ta cũng chịu được, cũng đẻ được, đây ra đó. Thủy ơi, cố gắng lên em, sinh đẻ là chuyện bình thường của phụ nữ chúng mình, em cố gắng lên. Chị ơi. Dạ thưa bác, như chúng cháu đã trình bày với bác, thai phụ hiện tại đang trong tình trạng thai to cả nối, cổ tử cung lại không tiến triển mà cơn co lại cứ liên tục. Bác nên vào thủ tục làm phòng cho chị vào phòng mổ kịp thời, nếu để lâu thì cháu e rằng sẽ rất nguy hiểm ạ. Không được, bệnh đi không mổ xẻ chi hết. Tối đi bỏi rồi, thầy bỏi phản, để hôm nay chỉ có tối cả mẹ lần con. Dạ thưa bác, sự an toàn của thai phụ bây giờ là trên hết. Chúng cháu đã khám xét rất kỹ dựa trên máy móc hiện đại. Hiện tại tình trạng của chị đang rất khẩn cấp. Nếu để lâu chị cháu e rằng sẽ nguy hiểm tính mạng của mẹ và con ạ. Có phủi phủi cái mồm, nguy hiểm là nguy hiểm thế nào? Trước khi tới đây, tối đã đi xem thầy rất kỹ rồi. Chị cố gắng lên ạ. Mẹ ơi, thì xấu mẹ, đều chị nhá. Vợ con vào đây. Đỏ tê. Em, ráng đây em. Ôi anh. Chị khỏi tí mà. Em đau lắm anh ơi. Chị khỏi. Anh về anh kỹ dây mổ cho em đi anh ơi. Rồi em chịu khỏi tí, anh gặp bác sĩ anh nói đó. Không kỹ kết gì hết. Hôm nay không phải là ngày để đẻ. Thầy bói đã nói rồi, đẻ hôm nay chỉ có chết cả mẹ và con. Mẹ ơi, con xin mẹ đó. Mẹ đừng tin mấy trò bói toán là được không? Dư không có gì quan trọng hơn tính mạng của vợ và con cả. Chịu khỏi em. Anh ơi. Chịu khỏi tí. Dạ xin mời người nhà sản phụ Nguyễn Thị Thủy và dạ chào bác sĩ ạ. Dạ chào anh. Anh có phải chị là chồng của sản phụ đấy không ạ? Dạ vâng ạ. Dạ thưa anh, như chúng tôi đã trình bày với bác và chị vợ thì là tình trạng của vợ anh hiện tại đang rất nguy cấp, thì đề nghị anh khẩn trương vào làm thủ tục để mổ cho chị khi chưa quá muộn ạ. Dạ vâng, tạm thời nha bác sĩ ạ. Vẫn phải giả cái chứ. Thầy bói đã nói rồi, bệnh nhân ngày xấu không được đẻ. Mẹ ạ, lỡ có chuyện gì xảy ra với vợ và con, ai là người chịu trách nhiệm? Con là chồng, con phải là người chịu trách nhiệm chính nhá mẹ. Ôi bạn ơi. Được rồi. Vâng. Con đã cương quyết mổ bệnh ý á, thì cũng chuyển thẳng lên tuyến trên mà mổ. Chịu chứ ở em. Đấy á, mẹ chịu không tin tưởng cho lắm. Đau lắm. Dạ. Dạ bác ạ. Bà yên tâm nhé. Hiện nay trường hợp của chị ở bệnh viện chúng tôi đang mổ rất nhiều và thành công cũng rất nhiều. Với lại bệnh viện chúng tôi hiện nay đã có đội ngũ y bác sĩ có chuyên môn tay nghề rất cao, cơ sở hạ tầng khang trang, máy móc hiện đại, kèm theo cả một đội ngũ nhân viên phục vụ tận tình và chú đạo. Xin bác và gia đình hãy đặt niềm tin ở chúng cháu. Dạ đúng đó mẹ ạ. Mẹ hãy tin tưởng đội ngũ y bác sĩ ở đây đi. Em đau lắm chưa? Dạ thưa bác sĩ, bệnh nhân đang rất khẩn cấp ạ. Xin mời đưa sản phụ vào để chúng ta mổ khẩn cấp. Chịu khỏi em. Xin mời người nhà ra ngoài. Không nghe lời á, xảy ra chuyện gì đừng có mà trách. Mà này, con mà đã cưỡng quyển mổ bệnh ý á, thì cũng làm cái phong bì ý trắm cho nhẹ nhẹ cái tách kẹo một tí. Mẹ yên tâm, bệnh viện Thanh Chương không có chuyện phong bì phong báo chứ cả mà. Ở đây ai cũng biết cả. Đúng mọi người. Một lúc sau. Mẹ là có. Mẹ này. Ô, nó khóc nữa. Ôi, sao không nghe tiếng khóc nữa? Chả nhẹ đúng như lời thầy bói nói. Ôi, con dâu tôi. Ôi, cháu tôi. Không cần nữa rồi.
Từ từ. Từ từ mẹ đừng bàn con lo mà chơi được gì đã lắm ơi. Mẹ, xin mẹ. Để em ơi. Đừng. Dậy em ơi, đừng. Dạ cái nhà sản phụ Nguyễn Thị Thủy đó. Dạ bác sĩ ơi, vợ phải con em lắm thôi. Sao tin mừng này, mẹ con lại khóc lóc xong nghe thế này à? Rửa thật đắng. Chúc mừng gia đình, cá mổ đã thành công tốt đẹp. Dạ. Một bé trái nặng 4kg. Dạ em cảm ơn máy bác sĩ. Máy mà mổ kịp thời. Mẹ nó, con là nội đôi nữa. Ôi, thật là bác sĩ. Dạ vâng thưa bác. Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Suýt nữa thì tôi đã làm hại con dâu và cháu tôi rồi. Bây giờ bạn đã tin trùng trọng chứ nè. Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Dạ, vâng. Thôi mời bạn đừng dậy đấy ạ, không sao đâu bạn. Trách nhiệm chữa bệnh cứu người là trách nhiệm của chúng cháu ạ. Thôi mong bạn đưa đồ vào với cháu đấy ạ. Bác sĩ ạ, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bệnh viện Đa khoa Thanh Chương. Nhờ cậu bệnh viện, nhờ cậu bác sĩ mà vợ và con em, mẹ tròn con vuông. Em cảm ơn bác sĩ nhiều lắm bác sĩ ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn anh và gia đình đã tin tưởng của chúng tôi. Dạ. Xin chúc mừng gia đình. Dạ, dạ vâng. Chào anh ạ. Mọi người ạ, qua đây thì tôi và gia đình tôi đã nhận ra một điều rằng là bệnh viện Thanh Chương giờ thay đổi rất nhiều, đội ngũ y bác sĩ có tay nghề chuyên môn cao và trang thiết bị cơ sở hạ tầng khang trang sạch sẽ. Cho nên mọi người hãy đặt niềm tin vào bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Chương đấy ạ. Chào quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể các đồng chí và các bạn đến với hội thi tuyên truyền cán bộ ngành y đổi mới phong cách thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng người bệnh. Hôm nay đội tuyển Thanh Chương của chúng tôi gồm có các thành viên sau: vị trí số 1, dáng đứng cao cao rất yêu thể thao đó là Lê Hùng. Vị trí số 2, hát hay múa dẻo lại rất khéo léo, đó là Dương Hời. Dáng người nhỏ nhắn lại rất xinh xắn,
Vị trí số 3 đó là Thu Hoài. Vị trí số 4 tính rất khiêm tốn, đó là Bích Thủy. Thủy Mị nể na, không thích la cà. Vị trí số 5 đó là Thu Hằng. Đẹp trai tài giỏi, không ai khác được. Vị trí số 6 đó chính Gia Hà. Siêng năng chăm chỉ, quan tâm mọi người. Vị trí số 7 đó là Trúc Lâm. Tính tình thân thiện, cởi mở hòa đồng. Vị trí số 8 đó là Quang Thắng. Vị trí số 9 vốn tính thật thà. Họ Hà tên Lệ, chính là tôi đây. Đội trưởng đội tôi có tài lắm đấy. Thông minh vui tính, văn thông chứ ai. Chúng tôi đến đây với tinh thần giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao tình đồng chí đồng nghiệp. Một lần nữa xin gửi tới quý vị đại biểu, quý ban giám khảo cùng toàn thể các bạn lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Chúc hội thi thành công rực rỡ. Xin được cảm ơn và nói lời chúc mừng đơn vị đến từ Trung Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương đã hoàn thành xong phần thi của mình. Và ngay bây giờ sẽ là câu hỏi của các bạn. Trung Lâm lên. Vâng ạ, các bạn có thể bốc thăm một số ngẫu nhiên ạ, và các bạn có thể đưa câu hỏi cho tôi ạ. Các bạn đến từ Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương bốc được câu hỏi số 8 và đây là câu hỏi của các bạn như sau. Xin mời các bạn có thể hướng lên màn hình để theo dõi. Anh chị hãy liên hệ thực tế về việc giao tiếp ứng xử của cán bộ y tế khi cần phải thông báo thông tin xấu cho người bệnh. Bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Vâng ạ, và ngay bây giờ sẽ là phần dự thi của đơn vị đến từ Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương. Xin mời các bạn. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lời đầu tiên cho phép tôi được thay mặt cho đội tuyển Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương xin được gửi tới quý vị đại biểu, ban giám khảo cùng tất cả các đồng chí lời chúc sức khỏe, lời chào kính trọng nhất. Chúc cho hội thi chúng ta ngày hôm nay thành công tốt đẹp. Sau đây tôi xin được trả lời phần thi ứng xử của mình. Trong quá trình làm việc, chúng ta cũng không mong muốn là bệnh nhân có thông tin xấu. Nhưng nếu trường hợp đó xảy ra, theo tôi sẽ có hai bước để chúng ta thông tin cho người bệnh. Thứ nhất, chúng ta phải giữ thái độ bình tĩnh, đồng cảm với người bệnh. Sau đó, chúng ta sẽ chia sẻ, thông báo thông tin cho người bệnh từng bước như sau. Thứ nhất, chúng ta sẽ thông báo với người nhà, bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu chữa cho người bệnh. Nhưng tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Vì vậy, mong người nhà hết sức bình tĩnh và chờ đợi. Bước thứ hai, sau 15 phút, chúng ta sẽ thông báo lại với bệnh nhân, với người nhà của bệnh nhân rằng xin chia buồn với gia đình. Mặc dù chúng tôi đã cố gắng hết sức để cấp cứu cho người bệnh, nhưng bệnh tình của bệnh nhân quá nặng, cho nên bệnh nhân đã không qua khỏi. Vì thế mà bệnh nhân đã không qua khỏi. Và chúng tôi sẽ hướng dẫn người nhà làm các thủ tục cần thiết còn lại. Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương, mà nơi mà chúng tôi đang công tác, chúng tôi rất tự hào về bệnh viện. Đó là một đơn vị có bề dày thành tích và là nơi địa chỉ tin cậy trong công tác khám chữa bệnh. Chúng tôi xin hứa trước hội thi sẽ cố gắng trau dồi kỹ năng, kỹ thức chuyên môn, phẩm chất đạo đức, kỹ năng giao tiếp ứng xử đối với người bệnh, hướng tới sự hài lòng của người bệnh, sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Chúng tôi hôm nay được về đây giao lưu với hội thi, chúng tôi xin được thay mặt cho hơn 200 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương xin được gửi tới ban tổ chức hội thi, ban giám khảo, các quý vị đại biểu cùng các quý vị khách quý lời chúc sức khỏe,
hạnh phúc. Và lời cảm ơn chân thành nhất tới ban tổ chức hội thi đã tạo ra một sân chơi hết sức bổ ích để chúng tôi có cơ hội được giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, cùng nhau xây dựng ngành y tế Nghệ An ngày một phát triển. Tôi xin chân thành cảm ơn.